Câu hỏi 4. Thưa bác, trong kinh Pháp Hoa có câu: chư pháp tùng bản lai, thường tự tịch diệt tướng. Ý là Đức Phật dạy cái gì ạ? Bây giờ đó, cái trong cái thế giới này nó không có cái nào mà thật hết, nó là chỉ là cái pháp sinh diệt thôi. Cái tướng sinh diệt, tướng sinh diệt, cho nó không có bằng sự thật. Cái bản lai là cái bản chất và cái tới cái lui của nó đó, nó không có thật, nó chỉ là luân chuyển theo quy luật vật lý thôi. Đó, thành ra ông Phật mới nói vậy, nói cho biết rằng thế giới này là cái thế luân chuyển, không có thật. Rồi, con hỏi tiếp đi.